大家好，xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn. Đây là kênh tiếng Trung dành cho những bạn đang sống và làm việc tại Đài Loan, những bạn muốn học tiếng Trung cấp tốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục một chủ đề nữa để cho cái chủ đề này nó được trọn vẹn hơn, đó chính là việc lĩnh tiền hay là gửi tiền. Và chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến lĩnh tiền và gửi tiền ở ngân hàng cũng như ở những cây ATM. Và chúng ta cùng bắt đầu bài hôm nay. Chí khoản là lĩnh tiền. Chuẩn khoản. Hôm trước chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Chuẩn chén. Thì cũng có một từ là chuẩn khoản. Chuẩn khoản chính là gửi tiền. Chuẩn khoản. Gửi tiền này nghĩa là gửi tiền vào trong tài khoản của mình, chứ không phải là gửi tiền cho tài khoản khác nhé. Chuẩn khoản kiểu như là chúng ta sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của mình ấy, gửi tiết kiệm ấy. Chuẩn khoản. Thân phận证, chứng minh thư. Thân phận证thì chỉ những bạn nào mà kết hôn với người Đài Loan thì các bạn đấy, sau một thời gian các bạn mới được mở thân phận证. Còn bình thường thì đa số đi làm hay đi du học thì sẽ được tờ giấy là chỉ liệu chứng là thẻ cư trú. Còn thân phận证chính là chứng minh thư quốc tịch. Chuẩn chớ, sổ tiết kiệm. Hội khoản là chuyển khoản. Đó, chuyển khoản thì chúng ta có từ hội khoản. Lĩnh tiền, lĩnh tiền, lĩnh tiền. Thí khoản khả, chúng ta có từ thí khoản là rút tiền. Giống như việc chúng ta ra cây ATM chúng ta rút tiền thì hành động đó gọi là thí khoản, và khả là cái thẻ, hoặc thí khoản khả thì chúng ta cũng có thể hiểu đó là một cái thẻ ATM thôi, là thẻ ATM, thẻ ngân hàng. Thí khoản khả. Xin dùng khả, hôm trước chúng ta giới thiệu qua rồi đúng không ạ? Xin dùng khả là thẻ tín dụng. Chi phiếu, chi phiếu hay gọi là sách. Chi phiếu. Xe mình, ký tên. Chi khoản tan. Chi khoản là lĩnh tiền, tan là một tờ giấy. Chi khoản tan là phiếu lĩnh tiền. Hoặc là chúng ta, các bạn nhìn lên tờ phiếu lĩnh tiền thì người ta ghi là chỉ khoản bình thiếu, là biên lai. Chỉ khoản bình thiếu. Chuẩn khoản tan, tương tự như chỉ khoản tan thì có chuẩn khoản tan, nghĩa là tờ giấy gửi tiền. Tuổi hoàn, hối đoái, tỷ giá hối đoái. Nghĩa là một đồng tiền ở các quốc gia khác nhau thì có sự so sánh tỷ giá thì gọi là tuổi hoàn. Ví dụ như là một đồng Bitcoin bây giờ là khoảng 58.000 đồng đô la. Đấy, đó là tỷ giá hối đoái, tuổi hoàn. Thiến xỉa là điền thông tin, điền. Mi mã, mật mã hay là mật khẩu, chúng ta học qua rồi đúng không ạ? Mi mã. Chữ là giấy, trao là tiền. Từ này thì ít sử dụng hơn. Chúng ta hay quen nghĩ tiền là tiền, như từ trao này cũng là tiền này. Chữ trao nghĩa là những đồng tiền giấy. Và chúng ta sẽ có từ Ta trao, đó chính là những tiền có mệnh giá lớn, ví dụ như là 100 đô, 50 đô này. Đó, ta trao. Và ngược lại có xẻo trao, như cái đồng 1 đô, hay đồng 2 đô, 5 đô, là xẻo trao.
铜板là tiền xu, cũng giống như tờ硬币. Thí khoản chi, chúng ta có từ thí khoản, đó chính là rút tiền, đúng không ạ? Chi là máy móc, như vậy là thí khoản chi chính là cái máy rút tiền. Bổ trợ chi, máy dập sổ tiết kiệm. Bổ trợ chi. Phục vụ thái, giống như một cái quầy, thì là phục vụ thái là quầy phục vụ. Chỉ问这附近有银行吗? Xin hỏi. Phụ chín là gần đây, chợ phụ chín là cạnh đây, gần đây. Yến hàng, hiểu yến hàng, có ngân hàng, xin hỏi gần đây có ngân hàng không? Dán trở这条路直走. Dán trở chợ theo lưu nghĩa là đi thẳng con đường này. Chứ chậu là đi thẳng. Chiều hồi看到了, nhìn thấy, thì sẽ nhìn thấy. Chiều hồi khăn tao lợ. Chỉ问,取款单是哪一张? Chỉ khoản tan, phiếu lĩnh tiền, sư nả y trang, là tờ nào? Xin hỏi, tờ nào là phiếu lĩnh tiền? Chỉ chào我如何填写? Đến từ chả mở, nghĩa là điền như thế nào? Xin hãy dạy tôi, bảo tôi, chào, dạy, bảo. Xin hãy bảo tôi phải viết như thế nào, điền như thế nào. Trang hào là số tài khoản, xỉa chơi lý là viết ở chỗ này. Chi ở xỉa chơi lý, kim ngạch hay là số tiền. Chi ở xỉa chơi lý nghĩa là chỗ này thì ghi số tiền. Chỉ ở要填大写的数字. Ở đây có từ 大写的数字, nghĩa là số chữ, là con số. 大写 nghĩa là những con số mà viết được, viết bằng chữ. Thì khi các bạn ra ngoài ngân hàng, ví dụ như ở Đài Loan, thì chúng ta biết đây là chữ Y đúng không? Chữ E đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, đây là những con số mà chúng ta hàng ngày chúng ta hay sử dụng này. Nhưng mà ra ngoài ngân hàng, người ta yêu cầu là ta sửa được số chữ, nghĩa là ghi bằng chữ ấy, thì chúng ta phải sử dụng những chữ số này. Đó, ơ, sa, đó. Để viết nó sẽ khác hơn, nó nhiều nét hơn. Thì đây, những chữ số này gọi là ta sửa được số chữ. Chỉ问取款的柜台在哪里? 取款 rút tiền, 柜台 là quầy. 取款的柜台 nghĩa là quầy rút tiền, 在哪里? Ở đâu? 仅先抽号码牌, 抽 là hành động chúng ta rút. Chúng ta dùng tay để bốc thăm hoặc là rút hoặc là lấy một cái gì đó để trâu. Hào mã thái chính là những số thứ tự. Chỉ xem trâu hào mã thái nghĩa là xin lấy số thứ tự trước. Tầng hô chào hào. Sau đó thì chờ gọi đến số. 23号请到5号柜台. 23号 nghĩa là số 23. Chỉ tạo mời tới 5号柜台 nghĩa là quầy số 5. Mời số 23 đến quầy số 5. Thì khi các bạn ra ngân hàng, các bạn sẽ được bốc thăm một con số gọi là hào mã thái. Sau đó các bạn sẽ ngồi đợi và các bạn sẽ nghe đài, nghe loa, người ta sẽ đọc
là con số của mình đến quầy bao nhiêu ấy, thì các bạn lưu ý nhé. Ví dụ như 23 号请到5号柜台，我要取款，tôi muốn lĩnh tiền, tôi muốn rút tiền. 请给我您的印章，印章là con dấu. Xin hãy đưa cho tôi con dấu của bạn. 请输入您设定的密码，设定thiết lập cài đặt, mi mã mật khẩu, su ru là nhập vào, xin hãy nhập mật khẩu mà bạn đã thiết lập đó, xin hãy nhập mật khẩu của ngài của bạn. 我要换成小钞，小钞chúng ta vừa học đúng không, những tờ tiền có mệnh giá nhỏ. Tôi muốn đổi, hoa trắng là đổi thành, tôi muốn đổi thành những mệnh tiền giá nhỏ. 将千元的纸钞换成百元的。Ở đây cái từ 将 giống như từ 把 đó, cấu trúc 把. 千元的纸钞, 千元的纸钞nghĩa là những tờ tiền có mệnh giá là 1.000 đồng. 千元换成đổi thành 百元的, 百元的纸钞nghĩa là những tờ tiền có mệnh giá là 100 đồng.请您点收，từ này nghĩa là xin mời đếm lại. 请您点收，好了，请数一数啊，请您点收。OK, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số từ trong vấn đề việc chúng ta đi ra ngân hàng để rút tiền hoặc những từ vựng liên quan đến tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả.